Hello, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Theo như yêu cầu của rất nhiều bạn thì hôm nay mình đã quay trở lại với video swatch các màu son mới của dòng son cũ nhà Ramen. Ramen mới cho ra mắt 4 màu son mới cho hai dòng Zero Velvet Tint và Juicy Lash Tint. Đợt này hãy chỉ cho ra mắt các màu son mới thôi, chứ về phần vỏ và phần chất son vẫn giữ nguyên như cũ nha. Nên là mình cùng bước vào dòng Zero Velvet Tint trước nhé. Màu mới đầu tiên là số 18 Pearl Tassel, là một màu hồng tím nút tưởng khó dùng nhưng lại xinh không tưởng nha mọi người. Mình rất thích Ramen ở điểm hãng có thể biến tấu các tông son lạ như hồng và tím, nhưng khi lên môi là cho phong cách rất là tây và không hề bị sến nha. Màu son này mình thấy có thể ứng biến nhiều kiểu makeup khác nhau nha. Mẹ nào da ngâm thì makeup tông tây tây, mẹ nào trắng thì nhẹ nhàng tông hồng tím là xinh lắm rồi. Dùng lên mặt mộc sẽ bị xỉn da và xỉn miên răng nha mọi người. Màu thứ hai là 19 Earl Grey Soul. Đây là sự kết hợp giữa màu beige và màu của một chiếc hồng trà siêu nhẹ nhàng. Màu son xinh lắm nha mọi người, không cần makeup cũng sử dụng được luôn. Không kiến tông da, rất phù hợp với các bạn có phong cách nhẹ nhàng và thích để mặt mộc nha. So sánh với màu số 17 thì màu 19 dễ dùng và ít kiến tông da hơn, lên mặt trông cũng tươi tắn rạng ngời hơn. Cho bạn nào chưa sử dụng dòng son Zero Velvet Tint của Ramen bao giờ thì bạn này có chất son blur mịn lì như nhung, lên môi phủ đầy cái vân môi tạo hiệu ứng mờ vân môi rất là đẹp luôn. Điểm trừ của chất son này sẽ gây khô môi nha mọi người, nên mọi người nhớ dưỡng kỹ môi trước khi sử dụng nhé. Son vẫn transfer khi mình ăn uống và có độ bám trung bình từ 4 đến 5 tiếng nha. Perry Crisp là màu đỏ lá mùa thu rất ấm và xinh. Màu son này không bị ánh cam hay hồng quá nhiều mà mang tông đỏ coral rất là tôn da luôn. Nói đến đây chắc mọi người cũng biết cứ thuộc về tông đỏ thì đương nhiên sẽ không kiến tông da rồi đúng không? Màu son này cũng không cần makeup khi sử dụng luôn nha. Sáng ngủ dậy chỉ cần tô nhẹ và đường là xinh đẹp đi chơi ngay rồi đó mọi người. Vela Invest là tông đỏ trầm cổ điển sang trọng, có pha chút ánh tím nha mọi người. Phụ thuộc vào nền môi mà màu son lên tím nhiều hay tím ít nha. Với những tông son đậm như thế này thì lúc đánh phun môi mọi người nên đánh kiểu ombre để trông đỡ già hơn nha. Tông Burgundy này luôn là tông son được mọi người yêu thích trong những ngày dịp cuối năm này đúng không? Thật sự mình thèm cái không khí lạnh lắm luôn á. Mấy bạn ở vùng lạnh thật sự rất là thích luôn. Và mùa đông có thể diện đồ ấm và diện son đậm rất là xinh. Ước gì một ngày nào đó Sài Gòn trở lạnh thì thích biết mấy ha. Phần qua làm anh chìm sâu trước khi anh nhận ra no cháu của anh sẽ gọi em bằng bà, bởi vì anh muốn nắm tay nhau và ba bao giai điệu này. Ok, đã xong dòng Zero Velvet Tint, mình chuyển sang dòng Juicy Lash Tint nha. Màu đầu tiên là 18 Mo Peach, là màu san hô đào siêu nhẹ nhàng nữ tính luôn. Màu son này hơi khó sử dụng xí nha, cần đi kèm makeup để chấm màu son làm xỉn da nha. Và mình thấy tông son này sẽ phù hợp cho những bạn có nước da từ trắng đến siêu trắng nha, và có cool undertone hơn. Da ngâm dùng cũng được thôi, nhưng phải makeup tay tay cho cá tính hơn nè. Funny man with a funny girl, siêu sao and lovebird. Em là Chanel Versace babe, cặp drama em skirt girl. Nhiệt độ tăng nhanh khiến anh chóng mặt, em làm thời gian như đóng băng. Bởi vì anh biết trong tim em là ai, sai sai sai. Đi CEO đi live, yeah. Cho nên mang ngay kỳ lâu, you gotta pick a side, yeah. Eeny miny mo, mình cũng ngồi ngắm trăng tàn. Màu số 19 Almond Rose là màu cánh hồng khô. Mình thấy màu son này lên môi khá là khác so với màu ảnh swatch nha. Màu son dễ dùng hơn màu số 18, có nhiều ánh đỏ hơn, nhưng mình thấy vẫn hợp với các bạn có nước da trắng sáng và có cool undertone hơn nha. Chất son dòng Juicy Lash Tint có dạng treo bóng và lớp bóng bên trên vẫn có màu nha mọi người. Màu son khá là pigment và ít có hiện tượng trô tụ vào lòng môi như các dòng son khác. Lớp tint màu đợt này cũng không bị bám quá chặt mà rất là dễ tẩy trang. Màu số 21 là màu bám lâu nhất nha mọi người. Xong màu gì thì thêm màu màu đá luôn. Oh, la, 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 la.
chuyện dài thong. Just let me ease your mind. Màu số 20, Dark Coconut. Màu nâu cam mang chút bánh đỏ là màu mình siêu siêu thích luôn á mọi người. Và mình nghĩ màu này bạn nào cũng thích luôn ý. Đặc biệt là không khí mùa thu đông này. So sánh với màu số 13 Itotori thì màu số 20 sẽ ngả nâu hẳn và trầm hơn màu số 13 nha. Màu son lên môi trầm hay sáng tùy thuộc vào nền môi của mỗi người nha. Không kiến tông da và mình thấy không cần make up cũng sử dụng được luôn ý. Tông nâu cũng là tông son mình đang sử dụng rất là nhiều luôn. Sắp tới nếu gom đủ mình sẽ làm video swatch riêng về các dòng son có tông màu này nha. Ngắm trăng tàn ở Sài Gòn 2 giờ đêm, hay đi làm mắt ai mở thêm nhà wow let's go. Nắm tay nhau và vá vào giai điệu này để bản thân em một ngày chẳng có thấy giọt buồn chầm lan nửa hai mi. Màu số 21, Deep Sangria là tông đỏ trầm như một ly rượu vang. Nếu các bạn trai vào xem những video squash son như thế này chắc cũng thắc mắc là nó có khác gì mấy tông son đỏ còn lại đúng không? Thật ra là khác lắm nha. So sánh với màu số 12 Cherry Bomb thì Cherry Bomb có base hồng và ngã hồng nhiều hơn. Màu số 21 sẽ thiên về đỏ thuần, đỏ tươi nguyên chất, mix thêm nâu cho có độ trầm. Nói tới nói lui, nói chung đây là màu son đỏ siêu siêu đẹp và siêu tôn da luôn nha mọi người. Làm anh chìm sâu trước khi anh nhận ra. No, cháu của anh sẽ gọi em bằng bà. Bởi vì anh muốn nắm tay nhau và vá vào giai điệu này để bản thân em một ngày chẳng có thấy gió. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ like và subscribe channel của mình và nhớ bấm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhé. Bye!